Chào các bạn đã trở lại với kênh Cá Thời Gian. Hôm nay mình sẽ nấu bún măng vịt nấm đông cô ha các bạn. Ở đây mình có tầm khoảng là một lạng măng khô và nửa lạng nấm đông cô, và ở đây mình có một hành tím, một ít tỏi và một con vịt cỏ ha các bạn. Bộ đồ lòng của nó nè. Ở đây mình có rau để chút xíu ăn kèm nè các bạn. Xà lách, rau thơm và mấy cây sả. Và ở đây có giá rau muống bào với lại bắp chuối bào thôi các bạn, để tí xíu mình sẽ trộn rau á. Còn mấy bên thì mình có bột ngọt, đường, muối và nước mắm. Còn quan trọng nhất là con vịt. Còn bún thì tí xíu thì mình sẽ đưa lên sau, bún và hành lá và những nước chấm để ăn kèm tí xíu mình sẽ đưa lên sau thôi các bạn. Và cái phần măng này nè các bạn, thì các bạn mua măng khô thì nó rất là đen á. Mua gì thì các bạn bữa nay sáng nấu thì các bạn sẽ ngâm qua đêm. Khi các bạn ngâm qua đêm rồi á thì mình sẽ xả đi 3 lần nước. Các bạn xả qua 3 lần nước nó hơi vàng á, thì các bạn sẽ dùng cái mũi dao và tước nó ra, hoặc là mình sẽ dùng mũi dao và sắc ra. Nấm đông cô thì các bạn ngâm trong tầm khoảng 1 tiếng thôi. Nếu các bạn ngâm cái nấm đông cô này nhiều thì nó mềm quá, nấu nó sẽ không ngon. Còn cái phần măng này thì mình xả 3 nước xong các bạn dùng cái dao và tước. Tước rồi thì các bạn sẽ bắt lên bếp và cho nước vô nấu để cho nó sôi và nó ra bớt cái chất màu hơi vàng vàng đi. Khi nó ra rồi thì các bạn đem xả lại 3 lần nước nữa thì mình sẽ vắt khô và đưa lên trên đây, thì cái phần măng các bạn thấy rất là ngon hơn. Còn nếu măng khô mà các bạn mua về nấu liền thì sẽ không nấu được nha. Ví dụ các bạn nấu ăn trưa ha, ăn trưa thì các bạn sẽ ngâm qua đêm đi rồi mình sẽ nấu trưa. Còn phần nấm á, thì ở đây nấm đông cô thì các bạn nấu cho ngon tí xíu nữa mình sẽ sắc nó ra tương tương dài dài nhỏ nhỏ thôi. Còn các bạn nào không thích thì mình sẽ để yên cái nấm cũng được. Hành tím với tỏi tí xíu nữa mình sẽ băm sau. Còn cái phần rau tí xíu nữa mình sẽ làm sau hết các bạn. Phần rau trộn xíu mình đào làm rau. Nhiều bạn gọi là cái rau rém á, nhiều bạn gọi là rau sống, thì ở đây có sả nè, các bạn bỏ vào cho thơm thì tí xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Còn cái phần vịt á, thì bây giờ mình sẽ đem chặt cái phần vịt này và sẽ ướp. Thì tầm khoảng này nếu các bạn ăn nhà đông thì các bạn sẽ chặt hết một con vịt, đây là con vịt cỏ các bạn, nó hơi nhỏ nên mình sẽ chặt và ướp. Ở trên cái phần bếp mình sẽ kê thớt chặt không được nên mình sẽ đưa xuống dưới để chặt hết các bạn. Khi mình đi chặt vịt thì cái phần tỏi này, cái tấm thớt nó sạch đó, thì tấm thớt hiện tại nó đang sạch, thì cái phần tỏi với hành các bạn sẽ băm nhuyễn hai phần này ra trước, xong rồi mình sẽ chặt vịt sau. Khi các bạn chặt thì mất công mình phải đi rửa cái tấm thớt á. Thì bây giờ cái phần tỏi này thì mình dùng nhiều một tí xíu để hồi mình tao lên, thì các bạn sẽ cắt cái phần cuống này đi. Các bạn cắt phần cuống và mình sẽ bỏ lên trên cái phần thớt nè. Trên phần thớt thì các bạn sẽ dùng cái dao nè, dùng cái dao các bạn bỏ, dùng cái dao các bạn đập đi. Đó, khi các bạn đập hết như vậy nè, đập ra như vậy hết thì mình sẽ lột hết cái phần vỏ đi ha các bạn. Bây giờ mình đập nhuyễn ra hết, đập ra hết rồi, mình lột ra hết rồi thì mình sẽ băm ha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ băm cho nó nhỏ nha. Các bạn băm cho nó nhỏ như vậy hết thì mình sẽ cho lên cái dĩa là mình sẽ làm hành. Cái phần hành lá thì cái phần hành củ xin lỗi cái phần hành củ thì các bạn cũng sẽ đập như vậy hết để cho mình dĩa lột ra để mình băm á. Thì giờ các bạn sẽ lột ra và bằm cho nó nhỏ hết nha. Cái phần hành, phần tỏi, phần sả thì mình đã đâm rồi các bạn, và sả còn lại ít cây thì các bạn sẽ đập nhập và sẽ bật cho qua một bên. Thì hiện tại bây giờ con vịt cỏ này của mình thì mình sẽ chặt nó ra, chặt hết ra rồi hẳn ướp ha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chặt nha. Bây giờ mình chặt cái phần vịt xong rồi nè các bạn. Đó, một con vịt cỏ mình chặt được bao nhiêu, bây giờ bắt đầu mình ướp nha các bạn. Thì bây giờ các bạn ướp thì các bạn cho hết vào đây sả, hành tím thì các bạn có thể cho một nửa cũng được, còn tỏi các bạn cho một nửa, sả cây thì các bạn cho hết, còn dư lại mình sẽ chừa lại một tí xíu mình sẽ tao đồ sau thôi các bạn. Và đây mình ướp muối hột, muối hột thì các bạn cho vào yếu một muỗng, bột ngọt thì các bạn cho một muỗng cà phê. Cà no chay các bạn cũng cho tầm khoảng một muỗng cà phê. Thì các bạn cho vào đây một ít tiêu. Nước mắm thì các bạn sẽ ướp vào đây trong tầm khoảng là 3 muỗng nước mắm. Nước mắm ngon hả bạn?
Còn nếu các bạn nào mà ướp mắm mặn á, thì các bạn ướp trong khoảng 2 muỗng thôi, 3 muỗng nước mắm. Đường thì các bạn không ướp đường cát nên các bạn sẽ cho đường phèn. Khi các bạn nấu bún các bạn sẽ cho một muỗng đường phèn thì cái vị nó sẽ đậm nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho một ít dầu hào, tại cái chai này nó gần hết rồi đó các bạn, nên mình lại dùng cho nó hết luôn. Mình cho tầm khoảng nửa muỗng cà phê dầu hào. Thì bây giờ bạn sẽ trộn đều cái phần này lên cho nó thấm. Màu thì ở trong đây các bạn không ướp nha, tại vì một tí xíu măng thì các bạn tao bắt bạn cho có độ măng vô thử cái màu măng nó ra sao rồi mình hãy cho tiếp cái màu khác thôi các bạn. Thì các bạn cứ trộn cho nó đều phần này lên đi. Các bạn trộn đều lên để cái phần này là tại vì cái nó hồi nãy mình bỏ dầu hào các bạn, nên nó có nó hơi cái màu hơi sần sạm một tí xíu á, để một hồi chung với lại măng á thì nó rất ngon nha các bạn, vì nó thơm quá nè. Thì bây giờ các bạn trộn đều nó lên rồi thì các bạn nếu mà có thời gian thì các bạn để trong tầm khoảng cả tiếng rưỡi 2 tiếng ha, các bạn ướp qua đêm á để tới sáng á thì các bạn nấu rất ngon. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình thì mình ướp trong phòng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng đồng hồ đó các bạn ướp á, thì các bạn sẽ cho vào tủ lạnh để cho cái phần này, cái đồ lạnh á, nó bảo quản thức ăn của mình nha. Rồi mình sẽ ra sơ chế cắt mấy cái phần nấm đông cô thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ bao, thế nào cái này nó bự quá các bạn sẽ không bao được. Mình sẽ dùng một cái dung và đậy lại và bỏ vô ngăn lạnh. Rồi một tiếng sau mình sẽ lấy ra. Thời gian các bạn đợi một tiếng á, thì các bạn sẽ sắt cái phần nấm đông cô. Thông thường thì các bạn sẽ để nguyên cái phần nấm này cũng được nè. Nhưng mà mình á, để nguyên như các bạn chẻ nó ra như vậy nè. Còn ở đây á, thì mình sẽ sắt tương đối nó bằng. Hồi nãy mình cũng thích để nguyên á, nhưng mà mình thấy nó hơi ít đó, nên mình sẽ sắt nó ra thành dài dài. Thì cái này thì các bạn sắt nó ra làm ba đi, để cái phần nấm mình nó được thấm á. Thì ở đây mình mua tầm khoảng nửa lạng này các bạn. Đó, các bạn cứ sắc như vậy. Thì nấm thì tương đối như hồi nãy mình đã nói với các bạn, thì các bạn ngâm trong tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, đừng có ngâm quá nha các bạn, thì nó sẽ làm hư cái phần nấm mình đó, nên mềm quá. Thì bây giờ mình sẽ đi tao cái phần nấm này. Thì các bạn tao sơ cái phần nấm với cái phần măng đi, để tránh trường hợp các bạn bỏ vào bún là nó đắng hay là có một cái vị nào khác. Thì bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên bếp và sẽ tao cái phần nấm với phần măng cho nó chín. Bắt chảo lên thì mình sẽ bật ra và sẽ cho một ít dầu ăn. Khi các bạn cho một ít dầu ăn thì các bạn sẽ đợi cái phần dầu ăn và phần chảo nóng đều. Dầu ăn và cái chảo nó nóng lên thì các bạn cho vào đây một ít hành tím và một ít tỏi. Thì các bạn cho hai thứ vô thì mình sẽ sao cho nó đổi cái phần màu và nó thiệt thơm đi. Tỏi và phần hành tím của mình đã hơi đổi màu và thơm đó các bạn. Thì các bạn cho hết phần măng với cái phần nấm này vô. Và cho bộ lửa lớn mình sẽ đảo nó, các bạn cứ đảo không sao luôn nha. Thì mình sẽ dùng thêm một cái đảo nữa là đảo. Đó, trước khi các bạn đảo nó rồi thì các bạn sẽ cho vào đây làm một chén nước. Các bạn cho vào chén nước thì các bạn sẽ nêm nếm. Ví dụ các bạn cho vào đây một tí muối hột thôi nha. Tại ngày dùng muối hột mình sẽ cho muối hột. Nếu bạn nào không dùng muối hột thì mình sẽ ngưng lại. Ở đây mình cho một ít bột ngọt. Thì các bạn sẽ dùng muối iốt hoặc là muối hầm á. Mình sẽ cho một tí đường. Và còn lại thì các bạn sẽ cho vào đây một ít nước mắm. Để cái phần của mình nó đậm vị một tí xíu á các bạn. Thì các bạn cho vào đây một ít cà no. Các bạn cho là cho cà no chay nha, cà no mặn là nó sẽ không ngon. Cái phần măng mình thì mình sẽ cho thêm một ít dầu hào. Và cái chai dầu hào này của mình nó gần hết rồi đó các bạn đó. Thì các bạn sẽ đảo đều cái phần nấm này với lại cái phần măng với lại gia vị hỗn hợp của mình lên. Đó, các bạn đảo đều lên. Và mình sẽ để nấu cho một chập
lâu đi nha các bạn, để cho nó sôi đều hết nha. Giờ có phần nấm và có phần măng mình nó sôi đó các bạn, thì nó sôi nó sẽ ra phần nước như vậy nè. Thì các bạn sẽ đảo đều nó lên về cái màu nước của nó nè các bạn. Này đằng hồ các bạn cho vào măng là vừa. Đó, thì bây giờ mình sẽ tắt cái phần ra này, cho ra cái tô để cho tí xíu nữa nó nguội, rồi tầm khoảng cỡ một tiếng mình sẽ lấy dịch ra rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm ha. Thì giờ mình đổ ra phần tô nè các bạn. Đó các bạn thấy không, cái hơi nó lên nó rất là nóng, thì cái này gia vị hồi nãy mình nêm thì nó cũng vừa ăn, nó rất là ngon vì cái nước này cái màu này nó ra, các bạn cho vô bún á thì nhìn nó rất là tươi, cái màu đẹp á các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để qua một bên và đợi trong tầm khoảng một tiếng đồng hồ có phần khi nó thấm xong mình sẽ đưa ra và hướng dẫn các bạn nha. Thì cái này sau một tiếng á bạn, là cái này nó đã nguội rồi, măng và nấm nó đã nguội, thì mình đảo đều cái phần dịch này lên, tại vì mình lấy trong tủ lạnh ra đó các bạn, thì mình sẽ đảo đều lên. Thì bây giờ mình để qua một bên, mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo để mình tao sơ đi các bạn. Mấy bên cạnh mình có bắt một nồi nước trước. Để bắt cái chảo thì các bạn sẽ bật ga lên. Khi mình bật ga lên thì các bạn cho vào đây một ít dầu ăn để cho cái phần dầu với phần chảo nó nóng đều ha. Cái phần chảo và phần hành nó nóng thì các bạn cho vào đây một ít tỏi với một ít hành hồi nãy mình chừa lại đó các bạn. Thì các bạn hãy thử cho nó thơm cái phần này lên nha. Phần hành và phần tỏi này nó đã ngả màu và thơm nè các bạn. Thì các bạn khử ít dầu thôi, tại vì cái phần dịch một hồi để nấu nó sẽ râm dầu mỡ nhiều á. Thì các bạn sẽ đổ hết cái phần dịch này vô. Khi mình đổ hết cái phần dịch này vô thì các bạn sẽ đảo đều nó lên nha. Coi như mình lăn sơ qua cái phần dịch để cho nó khử bớt cái mùi tanh á các bạn. Và các bạn cho vài cái xả cây vô đây thì nó sẽ khử hết cái mùi này, nó rất là thơm luôn nha. Thì bây giờ mình đảo đều lên, thì ở trong ngăn đa ăn xin lỗi ngăn lạnh mình đưa ra thì mình sẽ đảo đều lên và các bạn sẽ để trong tầm khoảng nó sôi tầm khoảng một phút đi các bạn. Thì mình sẽ tráng cái phần tô gia vị trước rồi tí xíu mình sẽ đổ vô sau. Cái phần này nó sôi được một phút rồi, các bạn thấy nó sôi không, thì mình sẽ đảo đều nó lên. Thì các bạn bỏ xả là để cho nó khử mùi tanh nha. Bây giờ mình sẽ đảo đều hết các phần thịt này lên, thì các bạn lăn sơ ra để cho nó thơm á các bạn, nó thơm phần thịt. Còn nếu như các bạn nào không thích á thì các bạn sẽ để nguyên cái con vịt các bạn luộc, rồi chút mình sẽ sắt nó lót mình bỏ lên phần mặt cũng được, nhưng mà mình nấu như vậy thì ở nhà nó sẽ thấm và đậm vị hơn một tí xíu. Thì bây giờ cái phần nước á, mình tráng nó thâu gia vị thì các bạn đổ vào đây tầm khoảng một tí nước, thì các bạn để cho nó sôi lại trong khoảng 30 giây đi, nó sôi lại xong rồi mình sẽ kiểm tra. Sôi tầm khoảng được 30 giây nữa thì mình sẽ đảo nó sơ lên ha các bạn, là cái phần dịch mình đã lăn sơ rồi nè, lăn để cho nó khử mùi tanh và nó thơm chứ không phải là các bạn xào cho nó chín nha. Các bạn lăn cho nó sơ, bây giờ thì mình sẽ tắt ga và bưng cái này xuống để mình kiểm tra cái nồi nước rồi mình sẽ cho vô nồi nước nấu nha các bạn. Bây giờ cái phần nồi nước hồi nãy giờ mình bắt nó đã muốn sôi rồi các bạn, thì các bạn sẽ dùng một cái giá như vậy, các bạn múc từ từ nó qua nè. Thì các bạn đổ qua một lần thì nó sẽ văng lên trên phần bếp á. Thì bây giờ ở đây thì mình sẽ múc nó qua nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái phần thịt mình các bạn mình sẽ cho thêm một tí nghệ để cho nó hơi vàng vàng nhạt nhạt để cho nó ngon ha. Đó thì mình múc qua hết. Còn nếu như các bạn nào không thích thì các bạn sẽ ngưng cái phần nghệ lại. Nhưng mà cái phần nghệ thì nó cũng tốt cho bao tử á các bạn. Để các bạn nấu phần nghệ vô thì nó rất ngon á. Thì nó có một cái màu vàng 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 á. Thì đây mình nghĩ ở nhà mình xay á các bạn. Đó thì các bạn đổ hết vô trong cái phần nồi này, thì còn ít ở trong cái này thì các bạn sẽ múc mấy nước này tráng cho cái xả và cái gia vị xuống để nó thơm ha. Rồi quá trời thịt luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ nấu lên cho nó sôi trước đi các bạn. Đây các bạn nấu tầm khoảng cỡ một phút đi, nó sôi lên nữa thì mình thì kiểm tra, tại vì cái nồi nước này nó đã sôi, nó đã gần sôi sẵn rồi, thì các bạn nấu tầm khoảng cỡ một phút rồi mình sẽ kiểm tra nha. Giờ một phút nó đã sôi lên nè các bạn, thì các bạn vớt hết cái phần bọt nha, các bạn dùng một cái giá này các bạn vớt nhẹ cái phần bọt này đi, thì mình sẽ hớt hết bọt này ha các bạn, vì cái dịch bây giờ nó mềm hơn cái dịch hồi xưa đó các bạn, nên các bạn nấu vừa thôi đừng nấu quá nó sẽ mềm, nó sẽ không ngon ha. Mình sẽ vớt hết, các bạn vớt hết cái phần bọt đi, một hồi nữa cái phần mỡ lên trên này các bạn nó nhiều quá thì
thì các bạn vớt bỏ nó vớt đi, chứ không nó sẽ ngán đó. Thì bây giờ mình vớt rồi thì các bạn sẽ để sôi trong tầm khoảng 2 phút nữa nha. Sôi tầm khoảng được 2 phút nữa thì cái phần bọt nó cũng lên như, y tương tự như nãy, thì các bạn sẽ vớt đi. Đó, các bạn hớt nhẹ nhàng cái phần bọt lên vớt nha các bạn. Bọt và cái phần mỡ của vịt nè. Các bạn vớt nó vừa, cái này là vịt cỏ, còn các bạn mua cái vịt siêu thịt đó thì nó còn mỡ nhiều hơn á. Thì sau 2 phút mình sẽ vớt hết cái phần bọt rồi thì các bạn sẽ cho hết cái phần nấm với lại măng của mình vô này nha. Các bạn cho nấm với phần măng vô để mình nấu chung á. Nó dài cho vô thì cái phần nồi nó cũng nhiều quá các bạn. Cái này mình nấu ở nhà nên mình nấu hơi đậm đà một tí xíu. Còn ở quán thì người ta nấu hơi lỏng á các bạn. Ở đây á, mình có cục quýt nữa nè. Thì cái màu hơi vàng vàng này là thứ nhất là cái mình cho vào ít nghệ, thứ hai nữa là cái mỡ của phần vịt nó nổi lên đó các bạn. Bây giờ mình đổ măng vô thì các bạn sẽ để cho nó sôi nha. Nó sôi tầm khoảng cỡ 3 phút, mà cứ 1 phút là các bạn sẽ kiểm tra nó một lần thử cái độ thịt mình là chín tới đâu á. Bây giờ nó sôi tầm khoảng được 2 phút nữa các bạn. Đó. Cứ 1 phút là các bạn kiểm tra một lần, nhưng mà giờ được 2 phút nữa nè. Thì các bạn có thể lấy vớt lên và bấm thử nó có mềm chưa. Thì phần chân này nó chưa có mềm thì tí xíu các bạn sẽ để thêm tí xíu nữa. Và bây giờ mình sẽ nêm nếm theo khẩu vị gia đình của mình. Nếu gia đình của bạn ăn hơi nhạt thì từ đầu các bạn sẽ nêm nếm thêm nó nhạt một tí xíu. Còn gia đình các bạn ăn đậm đà hơn thì các bạn sẽ thêm vô một tí cà no nữa nha các bạn. Còn như gia đình mình vậy thì nó đã vừa rồi. Thì các bạn sẽ nấu trong tầm khoảng, từ khi các bạn bắt lên các bạn nấu thì trong tầm khoảng cỡ 7-8 phút. Nhưng mà cái nồi này thì tầm khoảng cỡ 5 phút rồi, thì tầm khoảng 3 phút nữa thì sẽ được thôi. Còn nếu các bạn nấu cái thời gian nó lâu quá và nó dài quá thì cái thịt mình á, cái thịt phần vịt nó sẽ mềm quá, các bạn ăn nó sẽ không ngon. Tại vì vịt bây giờ chứ không phải như là hồi xưa nó cứng. Còn nếu các bạn muốn nấu lâu, nấu lâu hơn thì các bạn sẽ dùng đẻ mà người ta xả đó, hoặc là dùng vịt nó già hơn một tí xíu. Còn bây giờ thì nó non lắm các bạn. Thì mình sẽ cho nó sôi 3 phút nữa, nhưng mà cứ 1 phút các bạn sẽ kiểm tra một lần nha. Giờ nó sôi được 7 phút rồi các bạn, thì các bạn sẽ châm một ít nước nha. Châm cho nó đầy cái phần nước mình ha các bạn. Đó. Và của vị nêm nếm thì nó đã vừa rồi, mà cái màu nó lên cũng rất đẹp nè. Màu hơi vàng vàng của nghệ và cái màu của măng với lại nấm đông cô ha các bạn, rất ngon. Thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị một ít hành lá và một ít chanh với lại rau để ăn kèm và bún ha các bạn. Rồi mình sẽ cho nó sôi tầm khoảng 2 phút nữa là được rồi ha các bạn. Bây giờ thì nó đã chín rồi đó các bạn. Đó, phần trên nó có hơi cái phần bọt thì các bạn sẽ vớt bỏ nó đi, và nó có ít một lớp mỡ ở trên á thì mình cũng vớt bỏ nó luôn nha. Tại vì mỡ quá thì nó cũng không tốt nha các bạn. Vì này cái vịt cỏ mà nãy giờ mình vớt quá rồi mỡ luôn á. Nếu mà vịt siêu thịt chắc là mỡ nhiều lắm luôn á các bạn. Đó. Thì mình chừa lại một ít để lên trên cho nó ngon. Nè các bạn thấy không? Măng cũng rất là ngon và nấm nữa. Măng rất là mềm luôn và thịt nó cũng đã chín vừa tối, đừng cho chín quá ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái tô và mình sẽ gấp bún ra để mình múc ra ngoài ha các bạn. Đây mình có một cái tô thì dập mặt bún á, thì các bạn sẽ múc ít thôi, đừng có múc nhiều quá. Nếu các bạn dùng bún nhiều quá thì nó sẽ chua nước nha. Dù các bạn nấu bánh canh cũng vậy, thì mình cũng sẽ dùng ít bún thôi. Dùng nhiều quá thì nó sẽ không ngon và nó sẽ chua cái phần nước của mình đó các bạn. Đó, thì các bạn đặt lên trên này thêm một tí bún nữa thôi, không phần nhiều quá ha. Đó, tầm khoảng bao nhiêu thì bây giờ mình sẽ múc thịt và múc ở đây mình sẽ đặt thịt và măng với nấm đông cô lên trước, rồi mình sẽ cho nước lên sau nha các bạn. Tại vì cái phần bún mình mua gì thì mình đã nấu qua nước sôi trụng rồi, thì ăn ở nhà thì các bạn trụng qua nước sôi để cho nó bảo đảm sức khỏe gia đình một tí xíu ha. Còn nếu như mà các bạn nào mà thích nấu nồi nước lèo ở ngoài riêng để khi các bạn làm các bạn trụng thì các bạn sẽ nấu ở ngoài, còn mình thì nấu trong cái ấm á, mình sẽ trụng hết nguyên một phần bún nguyên một lần luôn á các bạn. Đó, thì các bạn trang trí một ít nấm đông cô, và bây giờ mình sẽ bỏ măng lên. Măng thì các bạn nên nấu măng khô nó ngon hơn, tuy cái công đoạn nó hơi dài tí xíu, nhưng các bạn ngâm từ đêm từ sáng mai mình làm
mình nấu ăn rất là ngon ha các bạn. Thì mình sẽ trang trí một ít phần măng và phần thịt lên trên này và phần nấm ha. Thì giờ bạn chỉ cho lên đây một ít hành lá. Khi các bạn cho hành lá xong thì mình sẽ chan cái phần nước vô đây. Mình sẽ chan hết cái phần nước vô. Thì các bạn chan vào đây vừa ngập bún thôi các bạn, để cho nó ngon á. Chứ các bạn chan nhiều nước quá là mình cũng không có ăn hết cái phần nước đó đó. Đó thì ở trên các bạn cho một ít tí xíu hơi có cái màu của cái phần mỡ vịt cho nó ngon một tí xíu thôi các bạn. Chứ mình dớt mình bỏ hết thì nó cũng không có ngon. Đó thì nếu mà các bạn nào ấy thì mình sẽ cho một hai cây sả lên đây để phần trên này để cho nó thơm á. Khi các bạn nghe vô cái mùi sả rất là thơm luôn, thì nó cái mùi sả nó thơm mà nó sẽ khử được cái mùi tanh luôn ha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đưa xích ra nha. Giờ cái phần bún mình đã xong rồi các bạn. Phần bún măng vịt mình đã xong thì phía trên các bạn cho mấy cọng ngò lên để trang trí cái phần tô của mình. Còn khi ăn thì các bạn nào thích ăn ngò rí thì mình sẽ bỏ vô. Còn nếu các bạn nào cảm thấy không thích ăn thì các bạn sẽ ngưng cái phần ngò này không đặt lên nha. Ở bên đây mình có một dĩa rau sống, nhiều bạn gọi đó là rau sống, còn nhiều bạn gọi là rau rếm. Ở đây mình có hành lá, nếu các bạn thích ăn thì các bạn sẽ bỏ vô. Và chanh, ở đây thì mình có thêm một ít ớt sa tế. Mình có một ít ớt sa tế và một ít nước mắm ớt này các bạn. Nước mắm ớt này thì các bạn chỉ cho ớt và cho mắm ngon vô thôi, khỏi phải bỏ một cái gì. Thì phần ớt mình làm hơi nhiều một tí xíu, nếu các bạn nào thích thì mình sẽ bỏ ớt lát vào đây. Còn không thích thì mình ăn ớt sa tế ha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất thơm, nếu mình ở ngoài nghe rất thơm, còn các bạn thì mình không biết là sao, nhưng mà thực sự là nó thơm. Còn nếu như mà các bạn nào cảm thấy thích á thì hãy cho mình một like, một đăng ký nha. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi. Cái cách làm đơn giản, không mất nhiều thời gian hay các bạn, là mình sẽ được một tô bún măng vịt rất là ngon rồi. Và đến đây mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian bạn theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Xin bye bye.